Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có nhìn thấy gì không? Đây là một quyển sách ư? Một quyển vở, một quyển tập, một cái bút highlight, một cái bút bi. Chắc các bạn nghĩ mình siêng lắm, mình đang học bài phải không? Nói thật ra thì đây là một món quà đặc biệt và rất ý nghĩa của một người bạn. Khi biết mình đang kiếm và những hoạt động để làm vào buổi tối để giết thời gian á. Tại vì buổi tối ở đây mình không có bàn và không có xe, cho nên tối mình thường hay ở nhà. Mình thì là ít xem tivi. Và đây là một quyển sách rất là hay. Trò chơi ô chữ Brand Games. Đây là một quyển sách cho những bạn nào mà muốn học tiếng Anh á, đồng thời là một cách để chúng ta có thể giúp đầu óc mình thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Đây, Brain Games, những trò chơi về trí óc, Large Brain Word Searches, trò chơi tìm chữ, nhưng mà với cái chữ bảng in lớn, cho nên là chúng ta đọc không bị đau mắt và không bị đau đầu. Chữ to ghê không? Và hình như là 4 với 80 80 trò chơi như vậy á, với những chủ đề khác nhau. Có hai trang, một trang là trang màu trên màu xanh này. Cái dòng màu xanh với cái chữ màu trắng này là chủ đề. Đây là những từ mà họ cho. Và bên này là những từ lộn xộn chúng ta phải tìm. Thì chúng ta có thể tìm ngang, tìm dọc, tìm chéo, chiếu lên, chiếu xuống, đọc ngược, đọc xuôi, miễn đến khi nào mà tìm hết được những từ phía bên tay trái này thôi. Thì như tổng cộng là có 192 trang, chưa tính hai trang bìa. Hình sau này hình như là có câu trả lời thì phải. Bắt đầu từ trang 172 tới 192 là câu trả lời. Có nhiều chủ đề khác nhau. Let's dance. Grocery shopping. The buck stops here. Spain. The Godfather of American acting. Tomorrow is another day. The Lord. Chữ to cho nên cũng không có bị đau đầu lắm. Khi nào mà nhỏ nhỏ, từ đây mình nhích cái này lên xem xíu nha. Mình thấy quyển này hay đó. Chúng ta có thể học từ vựng, những từ nào mà không biết thì các bạn có thể tra cái cách đọc, cách phát âm ghi qua đây, rồi ghi thêm nghĩa tiếng Việt. Rồi nhiều lúc mình có thể đặt câu, ghi thêm vài câu hoặc vài cụm từ tương quan tới cái từ đó. Nhưng mà đặc biệt là lúc mà mình tìm á, thì mình sẽ nhớ được cái từ lâu hơn. Tại vì mình sẽ tìm cái từ đó bắt đầu bằng cái chữ cái nào, rồi có bao nhiêu chữ cái, rồi phát âm như thế nào. Rất là hiệu quả. Vừa chơi vừa học. Học tiếng Anh giống như là trò chơi con nít vậy các bạn. Nhiều lúc mình làm những cái tề những việc rất là đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả lớn. Không có cao siêu lắm đâu, miễn là các bạn có đam mê là được à. Này cũng nhiều quá ha. The Heart of Christmas. Team Search. Easter.
life stories a lot. Ở dưới này nó còn có left over letters, là những từ nào mà các bạn tìm chưa xong á thì các bạn có thể ghi dưới đây, còn không thì các bạn cũng có một cái cách là chúng ta có dùng highlight. Những từ nào mà chúng ta tìm được rồi bên này thì chúng ta sẽ highlight lên, dùng bút bi tick ở bên này thì chúng ta biết là chúng ta đã tìm được từ đó rồi, không cần phải lặp đi lặp lại. Bắt công chủ đề này có vẻ được á. Các bạn cùng làm với mình nha. Grocery shopping, chúng ta cùng đi chợ nào. Có những từ đâu? Đầu tiên bananas, bắt đầu bằng chữ B và kết thúc là chữ S. Vậy chúng ta qua đây tìm thử nha. Chữ B, những chữ nào bắt đầu bằng chữ B? B, 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 bananas here. Rồi chúng ta sẽ lấy bút highlight dòng chữ này. Bananas, I like bananas. Tích của nó. Rồi từ tiếp 2, bread, bắt đầu bằng chữ B, kết thúc bằng chữ D, đi. Bread, B, red. Này trời phải đọc này là đọc dưới đọc lên, còn này là từ đọc từ phải đọc qua. Có nhiều cách như vậy á, làm cho đầu óc mình nó linh hoạt hơn. Butter, bắt đầu bằng chữ B, kết thúc bằng chữ R. B. B. Butter. Here. I found it here, butter. Những dòng chữ bên này nó sắp xếp theo bảng chữ cái alphabet á. B, C, rồi E, rồi F, rồi G, rồi I, L, M, O, P, R, S. Nên là các bạn có thể tìm theo cái thứ tự này cũng dễ hơn nè. Rồi tiếp theo, carriage, bắt đầu bằng chữ C, kết thúc bằng chữ T. Here. See. Rồi tích vào này. Cereal. Cereal, C. Những mấy từ này mình biết nghĩa hết rồi, cho nên mình không có cần tra nghĩa làm gì. Chữ C. Chữ E, chữ R. Các bạn có thấy đậu không? Chỉ giùm mình với. G, E. Nhưng mà tiếp theo là chữ O rồi. G, E, G, E, G, E, C, E. Where is that? Where are you hiding? Rồi tìm lại lần nữa mà không được thì mình chuyển qua chữ khác. Lát nữa mình quay lại. Tưng 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 tưng. Cái này chỉ là chơi vừa học thôi, cho nên các bạn không cần phải
bắt đầu mình hoạt động nhà. I found it. Cờ C-E-R-E-A-L here. Zero. Ngũ cốc. Ngoài. Đây là một loại ở Mỹ người ta thường ăn sáng với siro. Rồi tiếp theo cheese. C bắt đầu bằng chữ C kết thúc là chữ E. C H here. Chicken. C. Cái này mà có hai người chơi đó các bạn, tranh nhau mà tìm á, nó vui hơn. C C C C C C H nhưng mà trên đó chữ O rồi. C C ở bên Mỹ này nó không giống như bên Việt Nam đâu các bạn. Tối lại các bạn có thể xách xe ra ngồi đi cà phê, cà pháo, gặp bạn, gặp bè. Còn bên này là cứ ở nhà suốt à. Khu mình lại xa khu các bạn người Việt nữa. Rồi chicken. Cho nên là tối nào mình cũng ở nhà hết á. Chicken. Cilantro here. Ngon. Một loại gia vị. Một loại rau. Eggs. Rồi giờ chuyển qua trứng rồi. Bắt đầu bằng chữ E. E E E E E E E ở bên này ban ngày ai cũng đi làm hết, còn buổi tối về thì dành thời gian cho gia đình. Không, đàn ông ít khi nhậu nhẹt ở như ở Việt Nam. Rồi phụ nữ thường hay về chăm lo cho con, rồi tắm rửa nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ngày mai đi làm tiếp. Bên này họ chỉ có công việc thôi. Cuối tuần họ dành thời gian cho con đi du lịch. Họ thường dành thời gian đi tiền để đi du lịch. Where? Rồi, nó hơi đi như đâu rồi không biết nữa. Chơi này cũng đau não ghê. E nhiều vậy mà sao? E quan trọng nữa. Here. S. Rồi. Flower. Bắt đầu bằng chữ F, kết thúc bằng chữ L. Andrew Fuller.
bột. Flour là bột. Frozen dinner. Hai chữ F R Fr Fr F F Fr O Frozen dinner. Nó đọc từ bên phải đọc qua nè. Frozen dinner. Frozen là đông lạnh, dinner là bữa ăn tối. Reps chưa quên. R R nho đó các bạn. Rau beef thịt bò mà xay nhuyễn ra. Where are you? Where are you? Beef. Chú cha ơi. Bạn thấy chưa? Nó đọc từ dưới lên trên nè. Grouch Biff. What on me? Ice cream. Anh cho cha. Bắt đầu bằng chữ Y ngắn, kết thúc bằng chữ M. Y ngắn C. Here. Đọc ngược qua thấy không? Ice Ice cream. Vậy là mình tìm được 1 hàng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 còn 1, 2 bằng nhau. 14, bên này cũng 14. Tổng cộng 28 từ. Lát nữa mình quay lại làm tiếp. Quyển sách này các bạn có thể mua ở nhà sách hoặc là những cái tiệm... mua ở đâu ta? Tiệm tạp hóa không ta? Này nó sản xuất ở Mỹ nè, nên mình nghĩ cái tiệm nào chắc cũng có nhiều. Nó không có tương tự như vậy, nó không có giống như vậy nhưng mà chắc cũng có tương tự như vậy á. Các bạn có thể mua những cái quyển nhỏ hơn, mình bỏ vào cặp. Lúc mà mình chờ xe buýt hay là mình xếp hàng mình mua cái gì, hoặc là lúc mà đi đâu đợi cái gì mà lâu quá thì các bạn thay vì chơi điện thoại thì chúng ta có thể đem cái quyển này vừa thư giãn đầu óc vừa học tiếng Anh cũng rất là hiệu quả. Tối lại là một tờ như vậy trước khi đi ngủ sẽ kích thích đầu óc các bạn hoạt động nhiều hơn và giúp cho các bạn ngủ ngon hơn. Với lại mỗi ngày học như vậy thì cái khả năng tiếng Anh của chúng ta sẽ lên đó các bạn. Mình không có để ý nhưng mà cứ trong cái tiềm thức đó, nó học từng ngày vậy á. Rồi đến một lúc nào đó mình cảm thấy ô, dạo này tiếng Anh của mình lên quá ha. Cái gì nó cũng có nguyên nhân và kết quả cả. Có làm thì mới có kết quả các bạn ạ. Hy vọng các bạn có một ngày làm việc thiệt là vui. Còn những bạn nào đang ở bên Mỹ thì chúc các bạn ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.